Tôi hát bài ca người ca cây lúa, và người trồng lúa cho quê hương. Quê hương ơi, có gì đẹp hơn thế? Đồng lúa hẹn hò những mùa gặt, tình yêu bắt đầu từ đôi mắt, ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Từ bàn tay xưa cây trồng gió bấc, chân lội bùn sâu dưới trời mưa phùn, và đôi vai xưa kéo cày hay trâu. Vì không có đất, vì nước đã mất, cho đến hôm nay những chàng trai đang lái mây cày, và bao cô gái sẽ ngồi mây cây. Chiếc cầu tre tranh vênh nhỏ bé, không mang nổi người gánh thóc nặng đường lớn đã mở đi tới tương lai. Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Được mùa thóc lúa chờ phục vụ ngô khoai, ăn quả ngọt ngon nhớ người vun trồng, bàn tay quê hương vỗ về yêu thương. Bàn tay chiến đấu, bàn tay kiên thiết, sắp xếp giang sơn, những bàn tay trung dũng kiên cường, mở đường đi tới chân trời tươi sáng. Như tình yêu trao cho người yêu, trong gian khổ hạnh phúc tới rồi, đường lớn đã mở đi tới tương lai. Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Tây xưa cây trồng gió bấc, chân lội bùn sâu dưới trời mưa phùn, và đôi vai xưa kéo cày thay trâu. Vì không có đất, vì nước đã mất, cho đến hôm nay những chàng trai đang lái mây cày, và bao cô gái sẽ ngồi mây cây. Chiếc cầu tre tranh vênh nhỏ bé, không mang nổi người gánh thóc nặng đường lớn đã mở đi tới tương lai. Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Được mùa thóc lúa chờ phụ ngô khoai, ăn quả ngọt ngon nhớ người vun trồng, bàn tay quê hương vỗ về yêu thương. Bàn tay chiến đấu, bàn tay kiên thiết, sắp xếp giang sơn, những bàn tay trung dũng kiên cường, mở đường đi tới chân trời tươi sáng. Cho người yêu,
gian khổ hạnh phúc tới rồi. Đường lớn rồi về sửa mệt luôn nha. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điện Quân thực hiện với sự đồng hành của Colorman Fashion, được phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên HTV7. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại ngày hôm nay, Colorman xin hân hạnh được giới thiệu đến quý vị và các bạn nghệ sĩ ưu tú, nhạc sĩ Nhất Sinh. Dạ thưa anh, thì đầu tiên thì em cảm ơn anh Nhất Sinh đã tạo điều kiện cho em, động viên em để ra sân khấu ngay cái bài hát đầu tiên này trong chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại mà cái chương trình hôm nay là dành riêng cho anh. Thật sự thì chắc là riêng tiết mục này thì Colorman xin được phép mình đổi tên chút xíu, là cái đây là tiết mục của một cái format mới, đó là hát với huyền thoại. Dạ nhưng cảm giác đã lắm bà con cô bác ơi, thật sự luôn đã lắm. Bản thân em cũng không nhớ là cái bài hát này nó đã đi vào tâm thức của mình từ lúc nào, nhưng mà em chỉ nhớ là rất là lâu, cứ mỗi lần nghe là hát được, mỗi lần nghe là hát được, nó đi vào tâm thức của cái thế hệ của mình. Lâu lắm rồi không hát bài, không hát bài này luôn, cũng không hát karaoke, mà tự nhiên cái gặp anh cái ngồi cái nó vô liền, nhớ lời luôn. Dạ nó nhớ lời, tự nhiên nó nhớ lời luôn. Cái giai điệu rồi cái lời ca từ của cái bài hát về cây lúa hôm nay nó thực sự nó rất là đặc biệt. Dạ thưa anh thì thôi thì ngược thời gian chút xíu, lần đầu tiên anh hát bài này vào năm nào anh? Lần đầu tiên Nhất Sinh trình bày bài hát này là năm 1983 ở nhà văn hóa thanh niên. Thì lúc đó Nhất Sinh, Đình Văn, Ngọc Yến, Ngọc Điệp ở trong một cái nhóm gọi là nhóm ca nhạc dân tộc nhà văn hóa thanh niên, mà tiền thân của là nhóm Bách Việt. Nhất Sinh hát bài này với một bài nữa là Trên Những Tuyến Đường Quan Họ. Phần hòa âm thì lúc đó là do anh Đình Long, là Nhất Sinh còn nhớ là hình như dự cái hội diễn giai điệu đỏ của thành đoàn, mà thời đó TV hình như còn trắng đen sao đó, rồi TV quay nó đem phát lên trên TV thì người ta mới yêu cầu, ở cái thời đó ta yêu cầu hát về cái lúa hôm nay và Trên Những Tuyến Đường Quan Họ, thì chính xác là năm 1983. Ồ, năm 1983. Dạ kính thưa quý vị khán giả, thì lúc đó mình cũng mới có 14 tuổi thôi, vậy là lúc đó mình mới có học lớp 10 thôi đó, thì cũng có thể để chia sẻ cái thông tin đó để quý vị các bạn thấy là đó, bài hát này đã cũng gần 40 năm rồi. Năm nay em cũng năm 2, năm 3 rồi. 14 tuổi là đã được nghe bài này lần đầu tiên cho tới bây giờ, mà mình không nhớ là cái thời cột mốc nào. Và thật sự hôm nay rất là xúc động, tại vì nhờ cái Dấu Ấn Huyền Thoại mà mình được gặp lại anh Nhất Sinh và được lắng nghe cái giọng hát của anh nó vẫn như ngày nào, vẫn như mấy chục năm về trước. Có thể nói một số bạn có hay là một số người sẽ nói là hơi cường điệu, nhưng mà không, thật sự mình thấy cái chất giọng của anh với lại cái lửa của anh, cái sức, cái lực của anh nó vẫn như ngày nào. Đã quá. Nhất Sinh, cái tên gắn liền những bài hát mang âm hưởng dân ca sống mãi trong lòng công chúng. Nhất Sinh được khán giả biết đến đầu tiên với vai trò ca sĩ cùng hàng loạt ca khúc lấy cảm hứng từ quê hương Việt Nam như Hát Về Cây Lúa Hôm Nay, Trầu Cau, Cô Hàng Nước, Trên Những Nẻo Đường Quan Họ. Sau một thời gian đi hát, Nhất Sinh cho ra mắt sáng tác đầu tiên Tơ Hồng vào năm 1988, mang âm hưởng dân ca và được đông đảo khán giả yêu thích. Nhắc đến sáng tác của Nhất Sinh, không thể không nhắc đến Chim Sáo Ngày Xưa, bài hát gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Quang Linh. Sự kết hợp này đã mang ca khúc đi đến mọi miền đất nước. Năm 1998, Chim Sáo Ngày Xưa lọt vào top 10 bảng xếp hạng âm nhạc uy tín làng sóng xanh, sánh vai với hàng loạt ca khúc nhạc trẻ lúc bấy giờ. Giai đoạn sau đó, Nhất Sinh chuyển sang viết nhạc quê hương đất nước, những bài hát về mẹ và dần dần rút lui khỏi ánh đèn sân khấu. Dù vậy, Nhất Sinh vẫn âm thầm hoạt động âm nhạc với vai trò nhạc sĩ và là gương mặt quen thuộc tại Hội Âm Nhạc Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2007, Nhất Sinh được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật tuy không ồn ào, rầm rộ,
Nhưng dẫu cho mấy mươi năm về sau, khi nhắc đến hát về cây lúa hôm nay hay chim sáo ngày xưa, khán giả vẫn sẽ nhớ mãi về Nhất Sinh như một huyền thoại của những khúc ca ngọt ngào chân quê. Dạ thưa anh, thì đầu tiên thì em xin phép được hỏi là anh quê anh sinh ra và lớn lên ở đâu? Tại vì em thấy anh nói giọng Nam Bộ mà. Tôi không phải người Nam Bộ, tôi là người Trung, tôi là người Quảng Ngãi. Ồ, dạ. Nhưng mà từ lúc nào anh mới vào định cư sống trong thành phố Hồ Chí Minh vậy? Nó là có một cái quá trình thế này, tức là quê tôi thì giải phóng 1975, tôi nhớ hình như 23 là 24 tháng 3 gì đó là giải phóng. Dạ. Thì lúc đó tôi đang là học sinh, thì là một bà chị, bà ở trong đoàn gọi là đoàn ca múa Quảng Ngãi, đoàn văn công, thời đó thì gọi là đoàn văn công Quảng Ngãi. Bà múa, bà lại ghé, bà thăm. Hãy thăm xong cái bà hỏi, xin biết hát gì không? Thì tôi mới nói là, chị ơi em hát nhất trường trung học á, vừa rồi em hát đứng dậy nhất á. Bà nói vậy thôi chiều nay qua hát chị nghe thử. Ok, rồi cái chiều, khoảng 3 giờ chiều tôi qua thì cái ban lãnh đạo đoàn văn công á, ta ngồi lại, ta nghe tôi hát. Hát xong thì cái anh đội trưởng đội ca đó, anh nói, lấy cậu này đi, cậu này có giọng. Chị nói vậy thôi. Xong cái chị đó chỉ nói, bây giờ người ta nói em có giọng, có đi văn công không? Thì thật sự hồi đó tôi mới 20 tuổi, thích mà, đi văn công thôi, đi ngay đó. Rồi em đi văn công chị. Đi văn công thì tưởng đi văn công mới vô mấy ngày đầu tiên là, hồi đó mình đâu có hát thì kiểu ngoài kia được. Nó chỉ có giọng thôi. Cái đêm đầu tiên vô bắt kéo màn. Kéo màn mà cái sân vận động lớn nhất của cái quê tôi. Mà hồi đó đâu có được mặc đồ, mà người ta cho một bộ đồ bộ đội, một cái nón cối. Tôi còn nhớ thế. Rồi ông cậu ngoài Bắc về cho được một đôi dép tiền phong mà nhựa trong trong á. Là cái thế. Nó ngồi kéo màn xong cái bạn bè nó tới nó. Ủa xin, tưởng đi văn công hát hò, sao mày đông văn công mà đi kéo màn mày? Tôi bây giờ chưa hát được kéo màn có sao đâu. Kéo màn bao nhiêu lâu anh? Xong rồi cuối năm 1975 là nhập tỉnh lại Quảng Ngãi Bình Định, nhập lại thành Nghĩa Bình. Quảng Nghĩa Bình Định. Thành Nghĩa Bình thì tôi vào Quy Nhơn. Vào Quy Nhơn thì nó là bỏ, không còn ca múa nữa. Là nó chủ yếu là cái đoàn, thứ nhất là đoàn tuồng, thứ nhì là đoàn dân ca khu năm. Dân ca bài chòi. Ca khu năm. Bắt đầu tôi chán. Chán là định về. Định về xong cái rồi mấy ông trong đoàn mới động viên, thôi bây giờ cứ ở lại đi, rồi thế nào người ta cũng thành lập ca múa, từ cái bộ mặt của tỉnh, bộ mặt văn hóa của tỉnh bắt buộc phải là có đoàn ca múa. Xong đến năm 1977 thành lập đoàn ca múa thì tôi ở lại xong rồi đưa ra cho hát đơn ca chính thức mà đi làm nghề là năm 1977. 75 đến 77 là không có đoàn ca múa. Là cứ làm mấy cái việc lặt vặt trong đoàn vậy thôi. Bắt đóng mấy cái lính Thoại Khanh Châu Tuấn. Giải Thoại Khanh Châu Tuấn rồi đi đó. Tối mang xà cạp rồi vô, xong đội nó lên rồi ra. Lính mà, giải đi xong vô vậy đó. Xong cái năm 77 tách riêng thành lập đoàn ca múa nhạc Nghĩa Bình. Đưa tôi qua bên này hát xong rồi đến năm 1978. 78 nó cử đi học nhạc. Thì hồi đó người ta phân vùng, từ Nha Trang tới Đèo Ngang là học ở Huế, học trường âm nhạc Huế. Còn từ Ninh Thuận vào trong Nam học Sài Gòn. Từ Đèo Ngang trở ra là học ở ngoài Hà Nội. Thì cho tôi học thanh nhạc. Học thanh nhạc Huế học 4 năm. Học xong thì tốt nghiệp xong tôi liều, tôi vào thành phố. Vào thành phố xong mới vô thi ở nhà văn hóa thanh niên. Đầu năm 83 thành lập lại cái nhóm ca nhạc dân tộc. Nhóm đó là tiền thân nhóm Bách Việt á. Người ta thấy mình hát được, cái giọng, cái chất giọng nó hợp với bài hát mà ngữ dân ca. Rồi tôi làm được khoảng năm mấy xong thì bên Bông Sen cho người qua nói cho bây giờ xin ơi, bên Bông Sen rất cần cái chất này. Có cái chất mang âm hưởng dân ca, hát nhạc đồng quê đó. Chứ thật sự mà cái hát dân ca là hát không ai đâu, mà hát nhạc mà mang âm hưởng thì là hát tương đối. Đó, hiện nay trong này cái chất này là Bông Sen không có. Tôi về làm bông sen suốt cho đến bây giờ. Ồ, vậy là cái thời gian anh gắn bó Bông Sen chắc là... Tôi về Bông Sen năm 1984, là ba mấy năm rồi. Trời ơi, Cái lúc mà học ngoài trường Huế thì bản thân cũng rất là thích. Thích cái chỗ là mình tự viết, tự hát. Tự sao mình không tự viết, tự hát. Nhưng mà hồi đó cái điều kiện không có. Chỉ mình học là học bên thanh nhạc thôi. Khi tôi vào, tôi là Sài Gòn, tôi làm ca sĩ rồi, thì cũng có tham gia viết ca khúc
học mấy cái lớp viết ca khúc ở bên Hội Âm Nhạc. À, rồi từ đó mình mới viết. À, em thấy các cái sáng tác của anh thì anh gắn liền với cái rất nhiều hình ảnh về quê hương đất nước, ví dụ mái đình rồi mái nhà tranh, rồi những hình ảnh nó rất là thân thuộc. Nó là một cái sở trường của anh, hay là lúc nào anh trong đầu khi anh sáng tác là anh đều nghĩ tới những hình ảnh của quê hương đất nước dân tộc gắn liền với tình cảm gia đình? Hồi đó anh viết dù tơ hồng chim sáo ngày xưa thuở ban đầu, tất cả xin lỗi là để phục vụ anh cho cái giọng hát của anh, thì nó hợp với cái chất liệu đó, cho nên là bài hát của anh 90% là mang hữu dân ca vùng miền. Ví dụ anh viết miền Bắc thì anh lấy âm hưởng miền Bắc, anh viết miền Trung thì anh lấy âm hưởng miền Trung, và ví dụ như nắng gió phương Nam là viết phía Nam. Tức là xin lỗi trước, anh viết để phục vụ anh trước. Tự giọng anh nó có cái tên giọng đó. Sông cầu dự ngày hồi lim anh đã hứa khi xưa, vượt bao đèo cao bao suối sâu nắng mưa gió sương anh không ngại, chỉ mong gặp em người con gái hát câu dân ca. Người ơi đừng về, câu dân ca ngày xưa em để nhớ thương anh phải đi tìm, và hôm nay vào ngày hồi lim gặp lại em vẫn như xưa. Vào hồi lim em mặc áo hè chân đi quốc mộng, đội nón quai áo em bước qua cầu hát câu quan họ chung tình làm đôi. Về với quê anh có dòng sông Hồ và rặng dừa xanh soi bóng nước quanh năm. Từng đêm dưới ánh trăng gái trai sánh vai vui thanh bình, vắng trên bờ kênh dòng ai hát con sao sang sông. Lèo tranh ta sống chăn nào về cùng nhau chia buồn rất vui, chung tay xây mộng ước bấy lâu nay quá mong chờ. Cảm ơn tơ hồng cho mình gặp nhau, cảm ơn tơ hồng sẽ mình thành đôi. Và rằng dừa xanh soi bóng nước quanh năm. Từng đêm dưới ánh trăng gái trai sánh vai vui thanh bình, vắng trên bờ kênh dòng ngài hát con sao sang sớm. Một con sông ngày đục đêm trong, một lèo tranh ta sống trăm năm. Về cùng nhau chia buồn rất vui, chung tay xây mộng ước bấy lâu nay thoa mong chờ. Cảm ơn tơ hồng cho mình gặp nhau, cảm ơn tơ hồng sẽ mình thành đôi.
Vân Khánh duyên dáng quá mà không biết mình có tập cái bài này trước không mà thấy hai anh chị rất là ăn ý á. Giao bài cho Vân Khánh khỏi tập. Khỏi tập. Không thật, tôi nói thật á, chỉ cứ nói là thế em hát đi rồi anh hát bè, đó chia câu ra rồi ra. Bài này hai anh em mình cũng rồi. Lâu rồi, cùng trên đài truyền hình lâu lắm, thường mà Vân Khánh còn trẻ lắm. Tức là cái năm đó là năm tôi còn nhớ là năm 2011. Tức là HTV có làm cái chương trình Nghệ sĩ ưu tú của tôi. Xong là xuống luôn đó. Thì Vân Khánh với tôi có song ca bài hát này. Bây giờ Vân Khánh trẻ lắm. Bây giờ trẻ hơn nữa. Bất trẻ. Bây giờ vẫn trẻ, và vẫn rất duyên dáng. Hôm nay trong cái trang bộ trang phục này. Hôm nay em lại còn đầu tư rất là kỹ lưỡng này. Áo tử thân đàng hoàng đi hồi lím. Nhưng anh rất tiếc là anh này không có áo thế. Dạ thưa anh, đây là theo em biết thì Tơ Hồng là cái sáng tác đầu tay của anh đúng không anh? Vào năm 1988. Nó có câu chuyện gì không anh, khi mà anh sáng tác cái em nghĩ là nó phải có một cái câu chuyện gì đó để nó tạo cảm hứng cho anh khi mà sáng tác một cái tác phẩm đầu tay nhưng mà lại có cái liên quan tới chuyện ông Tơ bà Nguyệt. Năm 1988 tức là thế này, tôi lúc đó là ca sĩ của đoàn ca múa nhạc Bông Sen. Lúc đó là anh nhạc sĩ Hồ Bông là trưởng đoàn. Ông Hồ Bông là quê ở Sa Đéc. Thì trong một cái đợt dẫn Bông Sen về miền Tây diễn, thì thường thường buổi trưa ông mới dẫn tôi tới nhà một người bạn của ông. Đại khái là để ăn cơm rồi cũng nói tào lao nhau cho vui mà. Thì tôi thấy trong nhà chồng là người Nam mà vợ là người Bắc. Thì mới hỏi, hỏi ra thì nói là tụi tôi quen nhau trong chiến tranh cho nên mới hứa với nhau thôi, khi nào hòa bình lập lại thì anh sẽ về, anh ra Bắc anh rước em về. Thì tôi thấy cái tứ này hay. Cái thứ này rất hay. Xong về tôi mới bắt đầu, tôi chấp bút, tôi viết bài Tơ Hồng 4 tháng. Mấy cái năm đó thường thường là thế này, thường thường là vào cái mùa mưa. Mùa mưa là cuối tháng 6 mình đây nè. Thì Bông Sen bắt đầu đi diễn từ đây ra tới Bắc. Từ Sài Gòn ra tới Hà Nội 4 tháng thì tôi là viết xong bài hát này. Cái truyền hình Trung ương quay đoàn Bông Sen một chương trình. Thì lúc đó ông Hồ Bông không làm trưởng đoàn mà ông Trương Châu Mỹ làm trưởng đoàn. Tôi có xin ông Trương Châu Mỹ nói anh Mỹ ơi, tôi với ca sĩ Thứ Hoa tập kỹ bài này rồi. Xin anh cho tôi hát trong chương trình đó. Ông không tin và ông không cho tôi hát. Nhưng mà tôi chai mặt lắm. Cái trên đường đi về lại, có nghĩa là diễn xong miền Bắc rồi thì trên đường đi về lại là ghé Đà Nẵng diễn 3 đêm nữa rồi mới từ Đà Nẵng về thành phố Hồ Chí Minh là tháng 12 đó. Tới Đà Nẵng tôi tiếp tục xin. Tôi nói chai mặt mà không có sợ nữa, xin tiếp. Đêm đó ông cho tôi hát. Thì tôi ôm guitar thùng ra tôi hát với ca sĩ Tuyết Hoa của trong nhà hát Bông Sen. Đêm đó biết xe. Ta yêu cầu hát lại. Từ đó về Bông Sen ông mới cho tôi hát bài này đó. Mà phải nói là cảm ơn cái lứa sinh viên thời đó. Cái bài này người ta biết đến nhiều do sinh viên đi hội diễn. Thì nói về Nam Bắc mà, kết hợp với Nam Bắc người ta hội diễn nhìn đã biết. Hèn chi ngày trước em cũng có hay tập hát cái bài này. Tại vì mà cái giọng em thì em hát nó hơi trầm buồn á. Hát mặt buồn không à. Và mỗi lần đi đám cưới hay đám tiệc gì á, người ta nói phải luyện cái bài gì mà là bài này em... là bài của đám cưới. Bài giống như là bài quốc dân bài đám cưới. Dạ. Yeah. Nói vậy nhưng mà mình còn lúc đó em cũng thắc mắc là tại sao là lúc đầu là anh đến với em ở dòng sông cầu rồi là sao là sông Hậu, thì bữa nay mới nghe anh giải thích. Thì mới hiểu được cái tứ, từ cái tứ đó mà ra ra một cái sáng tác mà nó xuất sắc như vậy. Hay mộng mơ nhiều, nhìn em đi qua cuối xóm, làn tóc bay bay mà ửng hồng. Chiều nay theo em anh bước bên em trên con đường làng, nhìn em anh như muốn nói, này cô bé kia chờ anh đi. Hãy subscribe.
chẳng tình cờ. Lỡ mai em có lấy chồng, anh xin làm người đưa sáo sang sông. Yeah. Cảm ơn ca sĩ Quang Linh đã đến với Giống Huyền Thoại ngày hôm nay trong chương trình của anh Nhất Sinh và đã làm sống lại thời bụng dài của tuổi trẻ. Mình vẫn còn nhớ là cái bài này cách đây 20 mấy năm, lúc đó thì bản cá nhân Coleman cũng chưa được 30 nữa. Bài này là đã nổi đình nổi đám rồi, và mỗi lần nghe cái chim sáo ngày xưa là chỉ biết là Quang Linh, mà thậm chí là không nhớ tên, không nhớ là nhạc sĩ nào sáng tác luôn. Dạ, thật sự luôn. Cảm ơn Quang Linh rất là nhiều đã đưa lại rất là nhiều cảm xúc ngày hôm nay. Thực ra là có một cái điều này mà cũng xin được nói trong cái buổi gặp gỡ hôm nay luôn. Quang Linh rất là vui, rất là vinh dự khi mà được tham gia trong cái chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại. Thực ra cái bài Chim Sáo ngày xưa là cái bài mà Quang Linh đã thu âm ca khúc này vào năm 1994. Nếu tính ra từ đó đến bây giờ là 27 năm. Thưa quý vị, đối với các nghệ sĩ, khi được các cái hãng băng đĩa lớn người ta mời đến thu, xong thì đưa bài ra thu thôi, chứ không có sự kết nối. Thì sau khi thu xong một thời gian, thì sau đấy khoảng độ năm cũng cỡ năm chín mấy thì có gặp anh Nhất Sinh, rồi hai em có nói chuyện, nhưng mà bẵng đi một thời gian rất là dài luôn. Hôm nay Quang Linh mới được gặp lại anh Sinh, thì xin phép được mượn sóng của truyền hình để gửi lời cảm ơn đến anh. Bởi vì đối với một ca sĩ mà những bài hát đầu đời trong sự nghiệp của họ thì rất là quan trọng. Anh là ca sĩ, vừa nhạc sĩ vừa ca sĩ, chắc anh cũng cảm nhận được điều đó. Cho nên đây là dấu ấn huyền thoại của anh Sinh, nhưng mà dấu ấn trong tâm hồn của em. Là bởi vì nhờ cái bài hát của anh, em đã tiếng tăm hơn, em có được nhiều khán giả hơn, em được đi nhiều nước ở trên thế giới hơn, được gặp những người yêu mến của mình nhiều hơn. Nó đã trở thành một dấu ấn trong sự nghiệp của mình. Chính vậy hôm nay rất là cảm ơn anh.
còn một điều nữa, thực ra là anh Sinh không biết đâu. Thưa quý vị, anh Nhất Sinh là trải qua những năm tháng học tập và được đào tạo ở Huế. Thì thực ra là ngày xưa cùng thời của anh với chị Ánh Tuyết ý, là hàng đêm là Quang Linh đã đi xếp mấy cái cục gạch ở trong cái tụ điểm ở Công An Định ở Huế đấy, để xem anh hát hàng đêm rồi. Và anh cũng là một trong những thần tượng của Quang Linh từ cái thời bé tí rồi đó. Thì rất là trên cuộc đời nó có cơ duyên là sau này lại được hát tính bài của anh, và nhiều bài của anh mà làm cho mình rạng rỡ hơn trong sự nghiệp của mình. Một lần nữa cảm ơn anh rất là nhiều. Xin cảm ơn anh. Tôi cũng thực sự mà nói thế này nè, cái bài hát này tôi viết năm 1989. Thời đó tôi hát ở ngoài chỗ Bách Cùng Điệp á, mà phải còn ôm guitar ra, phải còn phi lộ mấy lời, tôi ý là nói cái nội dung này nọ. Rồi người hát đầu tiên là anh Ngọc Tân. Anh Ngọc Tân hát bài này trong cái băng Hoa Phượng Đỏ. Rồi sau đó rất là nhiều hát, nhiều người hát, bên Cải Lương cũng có Đình Văn, rồi Ánh Tuyết hát nhiều lắm. Nhưng mà thật sự tôi cũng xin là cảm ơn Quang Linh. Nhờ anh Quang Linh mà anh đưa chim của tôi bay xa. Xa lắm, xa lắm. Thật sự cái đó là anh nói thiệt. Anh vừa nói vừa đùa vừa giỡn, nhưng mà thật, anh xin cảm ơn em. Nhờ em mà tác phẩm của anh đến với quảng đại quần chúng, người ta biết rất là nhiều. Vâng, và một lần nữa cảm ơn anh. Cũng nhờ chim của anh mà em rạng rỡ. Xin cảm ơn nhiều. Dạ thưa anh, thì cái bài này thì nó có cái nguồn, một cái nguồn cảm hứng nào? Tại vì em nghe cái câu á, cái câu cuối nghe sao nó buồn buồn thế nào á, là anh xin làm người đưa sáo sang sông, thì dạ em nghĩ là nó có liên quan gì với chuyện tình cảm của anh không? Nó có liên quan. Đây này, nó nói về cái cuộc tình đầu tiên của anh, mà cái thời của anh nó khác. Dạ. Thời của anh yêu mà không dám nói. Dạ. Gặp thì sợ, bất lực đó, bất lực. Đến cái lúc mà gồng hết mình ra để thổ lộ tiếng yêu thì người ta nói, người ta nó có nơi có chốn rồi. Dạ. Thì như hồi nãy anh nói là anh thì anh đã viết dân gian. Dạ. Anh mới lấy cái câu là ai đem con sáo sang sông để cho con sáo sổ lòng bay xa. Dạ. Anh lấy câu đó anh viết. Dạ. Anh Quang Linh cũng thể hiện những cái ca khúc mà nó giống như là nó hơi khúc tự, nó hơi tự tình mà nó hơi buồn tình chút xíu là rất phù hợp. Hay sao mà hôm nay em nghĩ là trong cái chương trình mình còn một cái ca khúc nữa, đó là Thuở Ban Đầu. Dạ, nó cũng hơi cái nội dung nó cũng na ná. Đúng rồi. Dạ. Thì cái nội dung của anh viết là thế. Anh viết, nhưng mà anh viết cái chuyện tình buồn hoặc này nọ anh vẫn có tiết tấu. Dạ. Anh không, ngay cả anh viết những bài hát về Nam Bộ cũng thế. Dạ. Anh không viết thi dạng dạ. kia, anh viết có tiết tấu hết. Nên ví dụ như Thuở Ban Đầu rồi Chim Sáo Ngày Xưa đều có tiết tấu. Dạ. Em nghĩ là đó chính là cái điều tạo nên cái cơ duyên và em gặp được âm nhạc của anh. Bởi vì ngay em là một ca sĩ chuyên hát nhạc dân ca, nhưng mà em lại chỉ hát những bài dân ca nó có tiết tấu. Em nghĩ tiết tấu nó sẽ làm cho cái bài hát nó cuốn hút hơn. Nó sẽ có nhiều cái mạch cảm xúc mà mình có thể phân được ở trong cái bài hát. Nó sẽ sâu hơn nữa. Chính vì vậy em đã chọn những cái bài của anh. Rất là hợp là khi gặp lại. Xin phép cũng được bắt tay anh Bủ Điền. Bởi vì mà vào những ngày đầu mà lập nghiệp ở Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, thì buổi tối hay xem chương trình thời sự quý vị, thì Bủ Điền đã, nói chung là anh ám ảnh em ghê lắm. Một lần nữa xin cảm ơn anh rất nhiều. Cho anh về thăm lại bến đò xưa nhiều kỷ niệm, xa xôi nhiều năm rồi lòng vẫn nhớ tình vẫn thương. Xưa trên cung chuyến đò tình chợt đến khi tuổi vừa yêu, bao nhiêu là mộng mơ tình nên thơ ôi thuở ban đầu. Lỡ thơ hàng tre già nắng chiều nghiêng đàn trâu về, xa xa từng cánh cò chập chờn bay về tổ ấm. Trên con đường quen thuộc ngày nào tôi vẫn đứng chờ em, nay lối mòn ngày xưa còn mình tôi thơ thẫn trong chiều. Thời gian như nước qua cầu, tình yêu một cánh bay xa. Thương em người gái quê, tình trắng trong như những giọt xưa. Trăm năm một chữ yêu, làm đảo điên bao kẻ dại khờ. Em ơi một chút thương, một chút yêu ta giữ cho bền lâu. Không duyên phận với nhau, hẹn
kiếp sau ta sẽ chung tình. Nay em về trốn xa, đèn kết hoa đang lối người qua. Anh quay về nẻo xưa, tìm chút thương sưởi ấm trong hồn. Trong bể đời hát hiu, tình vẫn ru anh giấc ngủ say. Bên em giờ bao bay, kiều lắc lư ngựa mang em về dưới. Cho anh về thăm lại bến đò xưa nhiều kỷ niệm. Xa xôi nhiều năm rồi lòng vẫn nhớ, tình vẫn thương. Xưa trên cùng chuyến đò tình chợt đến khi tuổi vừa yêu. Bao nhiêu là mộng mơ tình nên thơ ôi thuở ban đầu. Lơ thơ hàng tre già, nắng chiều nghiêng đàn trống về. Xa xa từng cánh cò chập chờn bay về tổ ấm. Trên con đường quen thuộc, ngày nào tôi vẫn đứng chờ em. Nay lối mòn ngày xưa, còn mình tôi thơ thẫn trong chiều. Thời gian như nước qua cầu, tình yêu có cánh bay xa. Thương em người gái quê, tình trắng trong như những giọt sương. Trăm năm một chữ yêu, làm đảo điên bao kẻ dại khờ. Em ơi một chút thương, một chút yêu ta giữ cho bền lâu. Không duyên phận với nhau, hẹn kiếp sau ta sẽ chung tình. Nay em về chốn xa, đèn kết hoa đang lối người qua. Về nẻo xưa tìm chút hương sưởi ấm trong hồn. Trong bể đời hắt hiu tình vẫn ru anh giấc ngủ say. Bên em giờ pháo bay kiều lắc lư ngựa mang em về dưới. Bên em giờ pháo bay kiều lắc lư ngựa mang em về dưới. Cái chặng đường nghệ thuật anh nó rất là rõ. Anh hát xong rồi anh sáng tác và anh hát. Rồi anh sáng tác rất là nhiều ca khúc mang âm hưởng dân ca nè, nhạc trữ tình nè. Cái thời gian gần đây nhất thì em lại thấy là anh bắt đầu, anh có rất nhiều sáng tác về mẹ. Tức là thế này, tức là cái đoạn đầu viết ca khúc của tôi á, thì thường thường tôi nói về tình yêu. Dạ. Tình yêu đã qua. Đó, đại khái thế, đó là tôi nói về tình yêu á. Rồi cái đoạn kế tiếp nữa thì gần như cái mảng tình yêu nó cũng có nhưng mà ít. Dạ. Thì thường thường viết về quê hương, đất nước. Dạ. Đó. Rồi cái đoạn sau này á, thì là tôi viết về mẹ nhiều. Dạ. À, tôi viết về mẹ rất là nhiều. Ví dụ có những cái mình cảm xúc mình viết, hoặc là mình gặp những bài thơ mà mình cảm thấy cái bài thơ nó hợp, nó nằm trong cái tâm trạng của mình. À, thì tôi lại phổ thơ. Chuyện kể rằng xưa xa xưa có nàng công chúa người đẹp người mười vẹn mười xuân tuổi xuân Việt từ biệt người.
lòng vẫn hướng về kinh thành xưa, thương nhớ ai mắt lệ rơi thắm lời hẹn ước, bao buồn thương nén chặt đáy Đây là lần thứ mấy mà Vân Khánh thể hiện cái ca khúc này? À, nếu mà hát trực tiếp ha, thì đây là lần đầu tiên luôn. Tại vì cái này là Vân Khánh đã thu băng đĩa cho anh Nhất Sinh từ rất là lâu, cũng mấy năm rồi anh nhỉ. Thì chỉ chủ yếu là phát trên kênh YouTube thôi. Nhưng mà hôm nay là hát live với băng nhạc, trực tiếp với băng nhạc luôn ạ. Hôm nay sao Vân Khánh hát hay quá vậy? Anh thấy hay không? Dạ hay. Anh thấy buồn không? Anh có thấy nỗi lòng của người con gái huyền trấn trống em không? Dạ quý vị có thấy không ạ? Dạ thưa anh, thì thật sự đây là lần đầu tiên em được nghe ca khúc này. Cũng không hiểu là từ lúc nào anh có cái ý tưởng sáng tác cái ca khúc này. Và nó có một ít cái làn điệu mà em cảm giác là nó giống như cái điệu lý á. Thì em không biết là cái cảm nhận của em nó có đúng không ạ? Anh viết cái ca khúc này là thật sự mà nói là thế này. Anh cũng muốn viết về công chúa Huyền Trân lâu rồi. Tức là cái thời đó thì em biết rồi. Ví dụ như là một người công chúa nước Việt mà vào làm dâu một đất nước khác, Chiêm Thành, khác về ngôn ngữ, văn hóa, rồi đời sống, rồi đủ thứ. Nhưng mà cô dứt khoát ra đi để chi? Nó có mấy cái nữa nha, để cho mở mang bờ cõi nước Việt mình về phía Nam. Tức là cái sính lễ mà để đi cầu hôn công chúa Huyền Trân là châu Âu Châu Lý. Lúc đó cách châu Âu Châu Lý, tức là Thừa Thiên Huế hiện nay, Châu Lý và Châu Rí cũng vậy phải không em? Đó, để làm cái sính lễ thì bắt đầu từ đèo Hải Vân lên tới Quảng Bình. Sau khi anh đọc cái tư liệu, anh suy nghĩ thì anh nghĩ là anh sẽ lấy một cái gì đó của Thừa Thiên Huế. Thì anh lấy cái Lý Qua Đèo. Lý Qua Đèo là chiều chiều chim kêu tình như đó. Thì nói là chuyện kể rằng xưa xa xưa xưa có nàng công chúa. Rồi sau đó anh phát triển lên thành ca khúc. Một cái câu hỏi nhỏ thôi, nhưng nó có thể là nó cũng kém duyên chút xíu là có rất nhiều ca sĩ cũng có thể thể hiện được cái ca khúc đó, tại sao anh chọn Vân Khánh? Thật sự mà nói là thế này nè, cái ca khúc này thì đầu tiên là anh cũng có hát, anh hát thì tất nhiên là nó khác rồi, nó không có phải là nó là một nhạc sĩ hát, mặc dù là anh xuất thân từ ca sĩ, rồi cũng có chị Hương Lan hát, nhưng mà cái chất của Vân Khánh phải thật sự mà nói anh thấy hát tuyệt vời, hát mà lúc mà thu á, lúc mà đang thu đó ở ngoài, xin lỗi anh nổi da gà, từ cái chất Vân Khánh đúng của Vân Khánh luôn. Vân Khánh là người ngoài đó mà,
ở Huế. Cho nên khi mà giao bài cho Vân Khánh, mà thật sự nhiều nhạc sĩ nói rồi, giao bài cho ai không biết, tức là ca sĩ á, mà giao bài Vân Khánh là yên tâm đi. Không, mà anh cũng đã từng giao một số bài cho Vân Khánh rồi, khỏi cần phải nói. Vân Khánh đọc bài và biết cái nội dung của ca từ Vân Khánh thể hiện. Phải nói, anh nói thì riêng cái bài này là Vân Khánh thể hiện theo anh là hay nhất. À, theo anh. Trong cái bài này nó sử dụng một cái làng điệu lý của Huế đó, như anh Nhất Sinh có chia sẻ là lý qua đèo đó, thì đúng rõ ràng là bài này á, nó đúng với cái sở trường của Khánh rồi, tại vì Khánh là xuất thân là dân ca Huế mà, cho nên những cái này khi mà ứng vào á, thì nó đúng là cái sở trường của mình hát, mình luyện lấy á, nhất là cái đoạn đầu mình ngân rồi mình xuống cái đó đó, như thế thì nó rất là phù hợp và mình biết cách mình xử lý. Còn đương nhiên khi mà đưa những ca sĩ hát, người ta lại xử lý theo một kiểu khác. Nhưng mà cái lần đầu tiên thu âm bài này cho anh Sinh thì là, như anh Sinh nói là cũng khá lâu rồi phải không anh? Cái đợt đó là hình như diện, em nhớ em diện bên trụ nhà văn hóa thanh niên á. Cũng khoảng 7, 8, 9 năm giờ đó. 7, 8, 9 năm rồi đó. Oh. Yeah. Và thời điểm đó thì em lại xử lý một cách khác. Tức là khi mình đã từng hát rồi và bây giờ mình nghe lại thì mình lại xử lý nó thêm một kiểu nó dịu dặt hơn một tí xíu. Có khi mình xanh cột nó một tí xíu, có khi mình rải nó ra. Còn lúc trước thì Vân Khánh xử lý thì nó khá là trung thành với cái văn bản, khá với cái nốt nhạc của anh Sinh, là nó đều đều bước thân bước chân đi như thế, buồn như thế. Nhưng bây giờ có khi thì Khánh nghĩ rằng là Khánh có thể đã làm chủ được cái giai điệu và cũng như là mình đã thuộc nằm lòng rồi á. Cho nên mình sáng tạo thêm, mình có thể dịu dặt hơn một tí xíu để toát lên được cái nỗi lòng của người con gái. Hôm nay thì trên sân khấu của Giống Huyền Thoại, Vân Khánh có một cái lời chúc gì cho anh Nhất Sinh hay không? Dạ, nhìn anh Sinh là biết rồi, lúc nào cũng hưng hực. Em là phải bảo anh Nhất Sinh là, anh Nhất Sinh là về cái chế độ mà tập luyện dinh dưỡng là anh Sinh là số 1. Dạ, suối nguồn tươi trẻ. Đó. Cho nên rằng là nhìn anh Sinh cho dù lúc nào cũng lâu lắm lắm rồi anh em không gặp lại, nhưng mà nhìn anh Sinh lúc nào cũng là một tràng đầy năng lượng. Đó thì đó là một cái điều mà Khánh thấy cảm thấy rất là vui, vì khi mình gặp lại một người anh, một người đồng nghiệp mà còn giữ một cái tinh thần và một cái sức khỏe như thế thì rất là mừng. Thì chúc anh cũng luôn luôn gặp được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Rồi, cảm ơn Vân Khánh nhiều. Bữa điện biết không, tự giờ Khánh hay nói ví dụ như nhạc sĩ á, nhạc sĩ mà già thì lên nhạc cụ. Dạ. Còn ca sĩ mà già nhanh á, Vân Khánh gọi là ca cụ. Dạ. Trong toàn bộ cái kho tàng sáng tác của anh thì tới giờ được bao nhiêu bài đó anh? Có nhiều thể loại, viết theo đơn đặt hàng, rồi viết theo cảm hứng. Nói chung là khoảng 200 bài. Ồ, 200 bài, dạ, dạ. Nhưng mà chưa in, vẫn để đó chưa in. Tính là từ đây tới cuối đời cũng phải gom lại, chưa phổ biến. Chỉ có in rải rác thôi. Dạ. In rải rác mấy cái tập nhạc, người ta in nhiều tác giả đó. Dạ. Thì có. Còn riêng tôi thì tôi chưa in tập nhạc nữa. Dạ. Định là từ đây tới cuối đời tới in tập nhạc để lưu lại. Dạ. Chắc là anh cũng không có ý định, anh chưa có ý định phổ biến nó rộng rãi hay sao, chứ còn em thấy hầu hết là các bài của anh là bài nào là cũng hit hết trơn á, ngay cả những cái bài đầu tay của anh rồi gắn liền với cả tên tuổi của anh Quang Linh chẳng hạn, là nói tới Chim Sáo ngày xưa là lập tức nghĩ tới anh Quang Linh liền. Nó có từng thời điểm. Dạ. Rồi cái cách thưởng thức về âm nhạc, nhất là ca khúc, nó cũng có từng thời điểm của nó. Thời điểm ngày đó ta thích vậy, nhưng bây giờ ta là thích khác, bây giờ giới trẻ bây giờ là thích khác. Dạ. Ví dụ như bây giờ hiện nay nè, bài hát là phải có rap. Rồi khác khác đó, nhưng mà theo suy nghĩ của tôi á, yeah, tôi nghĩ làm gì làm ca từ phải có cái chút văn học một xíu, yeah, phải có chút trừu tượng một chút thì nó mới sống lâu được, chứ còn nếu mà sử dụng ca từ mà nó không mấy thì ta nghe bên này qua bên này nó đi luôn, không để lại cho đời cái gì hết. Yeah. Đó, theo tôi thì tôi nghĩ thế, bản thân là nghĩ thế. Mông sóng nước bầu trời trong xanh bao la thanh thoát, nắng gió bắc ngát say lòng người về phương nam, ngắm con
sông dài ngắm lục bình trôi, nghe bìm bìm kêu nước dòng nước lớn. Về đây nghe tình anh bán chiêu, nghe thơ ông đồ, nghe họ sư sang xê cống mưu liêu. Người phương Nam chân chất thật thà, mộc mạc như một khúc dân ca. Mông sóng nước bầu trời trong xanh bao la thánh quang, nắng gió bát ngát say lòng người. Về phương Nam ngắm con sông dài ngắm lục bình trôi, nghe bìm bìm kêu nước dòng nước lớn. Về đây nghe tình anh bán chiêu, nghe thơ ông đồ, nghe họ sư sang xê cống phương Nam chân chất thật thà, mộc mạc như một khúc dân ca. Về phương Nam ngắm con sông dài ngắm lục bình trôi, nghe bìm bìm kêu nước dòng nước lớn. Về đây nghe tình anh bán chiêu, nghe thơ ông đồ, nghe họ sư sang xê cống. Chân chất thật thà, mộc mạc như một khúc dân ca. Người phương Nam chân chất thật thà, mộc mạc như một khúc dân ca. Nhưng mà hồi anh học ở Huế thì gặp mấy thầy của anh rất là hay, ví dụ thầy Lô Thanh, thầy Ngọc Thắng chẳng hạn, mấy ông á, ông nói em lên em vịn cái piano tôi á là cổ điển từ nốt dưới cho đến nốt trên, yeah. Còn khi em ra ngoài em muốn hát sao em hát, tôi không có góp ý, bởi vì em tốt nghiệp ra em không có về nhà hát giao hưởng đâu, giọng của em quá. Em tốt nghiệp ra em hát ca khúc Việt Nam đó. Mà nói nôm na là thế này, em học xong em quên nó đi làm hát. Đúng là có những cái lời khuyên rất là tốt. Mình cứ học để mình lấy cái kỹ thuật, lấy hơi thở, âm thanh, vị trí này nọ, rồi mình quên đi rồi mình hát. Cuối cùng thì anh có cái gửi gắm gì cho các bạn ca nhạc sĩ trẻ, mà đặc biệt là các bạn đang hơi lưng chừng, hơi phân vân trong cái chuyện mà theo đuổi cái nghệ thuật âm nhạc dân tộc của anh? Thì đời nào cũng thế, âm nhạc dân tộc bao giờ cũng sao một xíu, yeah. Nhưng mà nó chắc, nó bền, yeah. Thường thường thế. Thì cái âm nhạc thời thượng nó khác, cái âm nhạc dân tộc này cứ thế, nó đều nó đi, mà nó giữ tiếng được lâu. Còn rõ ràng rồi, cái nghệ thuật là thế. Tôi thì tôi khẳng định ngay từ đầu mình là người Việt Nam, ngay cả cách viết, cách hát như vậy đó, sáng tác cũng lấy dân ca Việt Nam phát triển ra. Còn với bạn trẻ bây giờ là tùy mấy bạn, yeah. Mình cũng không ép. Tôi nói hồi nãy là mỗi thời điểm âm nhạc người ta thưởng thức khác nhau. Nhưng mà sau này có một số nhạc sĩ tôi thấy viết theo kiểu cái tôi gọi là gì ra, hiện đại đó, yeah. Dân gian đương đại, đương đại rất là hay đó. Những cái đó tôi thấy tốt. Và cách hát cũng thế, yeah. Ngày xưa của tụi tôi, ngày xưa tụi tôi là hát bay đẹp, giọng đẹp bay là được, yeah. Còn bây giờ hát giọng đẹp, hát bay, hát hay chưa được đâu, yeah. Phải có phong cách riêng, yeah. Phải tạo cho mình một style riêng, đi riêng đó, thì mới được. Thì mỗi thời điểm là thế. Cho nên là cái khuyên của mình là thôi cứ làm âm nhạc một cách nghiêm chỉnh, yeah. Một cách đứng đắn, nhất là những bạn mà sáng tác. Thế cứ đi rồi, rồi nó sẽ có ngày bạn sẽ có bản hit, người ta sẽ biết đến bạn nhiều đó, theo cái suy nghĩ của tôi thế. Em cũng nghĩ như vậy, tại vì đúng là không phải ngẫu nhiên mà có những cái ca khúc bất hủ, những sáng tác bất hủ nó vượt cả không gian thời gian,
Thật ra vì bây giờ tới giờ phút này thì em cũng vậy, vẫn không bao giờ quên được cái bài hát về cây lúa hôm nay. Ngay cái lúc mà chuẩn bị có ý tưởng làm chương trình này là em đã nói các bạn cố gắng làm sao để tìm bằng được Nhất Sinh, bởi vì anh mê cái bài mà tôi hát bài ca người ca cây lúa, giống như tự nhiên nó đi vào máu mình, nó đúng đi rồi, vào trong cái tâm thức mình lúc nào không hay á. Thì em nghĩ đó thực sự đó là cái giá trị mà của nghệ thuật, đặc biệt là những cái giá trị mà của âm nhạc dân tộc mình. À, dạ thưa anh, thì em được biết là anh có sáng tác cũng khá khá ca khúc về mẹ. Anh cũng xin nói một ít về mẹ. Dạ. Bản thân anh tên thật là Nguyễn Tấn Sinh. Gia đình anh có 4 người anh em, nhưng mà trong chiến tranh chết hết 3, còn anh là út. Nên khi sau năm 75 đi vào văn công, đi vào cái nghề này lấy nghề danh là Nhất Sinh. Là một cái nữa, một cái mà rất là đau buồn nữa là năm 1993 thì anh đang đi hát bên Campuchia, thì ở đây bà già bên này mất, anh trở về lại bên này quê miền Trung, từ đây anh ra tới miền Trung mà thời đó xe cộ rồi nó rất là khó khăn, ra tới nơi thì người ta đã an táng mẹ mình xong. Cho nên là đối với anh mẹ nó là vô tận. Anh cũng có một cái bài hát nữa viết về mẹ, một bài đó là cái lúc đó là mẹ anh năm 1993 mất, thì là 94 anh viết Mẹ và Lời Ru, thì cái bài này nó rất là chậm. Ví dụ như là anh hát thử một đoạn nha. Tôi lớn lên từ vành nổi, tôi lớn lên từ bờ tre, tôi lớn lên từ lời ru với tiếng sáo dịu lạ lời, con nước đi về đây với bên mái tranh chiều ngày xưa, chiếc vòng keo kẹt mẹ đưa với tiếng ru hời hơi ru man mác tâm hồn tuổi thơ xao xuyến đến từ bây giờ. Đêm đêm mẹ ngồi ru con, tiếng ru khắc khoải như chờ đợi ai ngoài xa tu gọi bầy, trăng tà như vương víu vào lời ru. Còn bần nước non chưa về, cha con còn bần nước non chưa về. Như nước trong nguồn chảy ra, như sông giao giạt biển đông, như đuốc soi đường con đi, câu hát vô cùng mẹ ơi vẫn mãi vang vọng đời con. Năm tháng qua rồi mà sao không thể quên được lời ru, ao ước quay về tuổi thơ để thấy cánh cò ngày xưa trong tiếng ru hời của mẹ. Đó là bác của anh. Từ vì nó cái tình mẹ nó nặng với anh là từ về anh sinh đầu năm 1955 thì cuối năm 1955 là ông già mất, cho nên cái hình tượng ông già trong anh không có, chỉ có hình tượng bà mẹ. Chiều nay dừng chân trên con đường làng bâng khuâng, ta cứ ngỡ mình nằm mơ. Lâu lắm rồi rời xa quê nhà, xa mái đình và cây đa già, xa đồng lúa chiều. Sao diều vi vu, xa hàng dâm bụt, cánh chuồn chuồn nghi. Về đây để nghe rằng tre chiều hát, về đây để nghe lại tiếng mẹ ru lời ru về cánh cò trắng, mẹ ru lời ru về gió mùa thu. Mẹ ơi lời ru mẹ như dòng suối, mẹ ơi lời ru mẹ như biển khơi, mẹ ơi lời ru mẹ như ngọn đua dìu dắt đời con vượt qua ngàn khó khăn gian nan.
lời ru còn mãi, cùng với thời gian lời ru đã hoa chân trên con đường làng bâng khuâng, ta cứ ngỡ mình nằm mơ. Lâu lắm rồi rời xa quê nhà, xa mái đình và cây đa già, xa đồng lúa chiều. Sao diều vi vút, xa hàng dâm bụt, cánh chuồn chuồn nghi. Về đây để nghe rằng tre chiều hát, về đây để nghe lại tiếng mẹ ru. Mẹ ru lời ru về cánh cỏ trắng, mẹ ru lời ru về gió mùa thu. Mẹ ơi lời ru mẹ như dòng suối, mẹ ơi lời ru mẹ như biển khơi, mẹ ơi lời ru mẹ như ngọn đuốc dìu dắt đời con vượt qua ngàn khó khăn. Giờ đây mẹ không còn nữa, lời ru mẹ vẫn vòng suốt đời con, cùng với thời gian lời ru còn mãi, cùng với thời gian lời ru đã hoa câu dân ca. Mẹ ơi lời ru mẹ như dòng suối, mẹ ơi lời ru mẹ như biển khơi, mẹ ơi lời ru mẹ như ngọn đuốc dìu dắt đời con vượt qua ngàn khó khăn gian nan. Cho giờ đây mẹ không còn nữa, lời ru mẹ vẫn vòng suốt đời con, cùng với thời gian lời ru còn mãi, cùng với thời gian lời ru đã hoa câu dân ca. Trước khi chúng ta nói lời chào tạm biệt với quý khán giả, và xin mời một chàng trai trẻ với bó hoa tươi thắm, mời bạn bước lên sân khấu. Dạ kính thưa quý vị khán giả, đây là bạn Sĩ Phú, là con trai của anh Nhất Sinh, bạn tay trống trong ban nhạc Chili, một ban nhạc pop rock rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Cảm ơn con đã đến sân khấu ngày hôm nay và mang bó hoa rất là đẹp đến làm quà ủng hộ tinh thần cho ba. Con ở nhà thí dụ hai cha con có thường hay nói chuyện âm nhạc với nhau không? Nhưng là có chia sẻ với ba con về những cái định hướng hay là những cái con muốn đi theo về con đường âm nhạc của con. Ba thì ủng hộ hay là ba? Ba ủng hộ. Xin giới thiệu các bạn là Sĩ Phú là con út của tôi. Tôi có ba người con. Thì Sĩ Phú là được thành phố Hồ Chí Minh mình á cho đi học nhạc ở bên Trung Quốc hồi 12 tuổi. Sĩ Phú là học đường Tam Thục Lục, Tam Thục Lời Gõ mà. Cho nên là cháu nó cũng rất là lẹ, chứ là cháu vừa học Tam Thục Lục mà cháu vừa ra ngoài cho học thêm trống. Đó, rồi sau tốt nghiệp Tam Thục Lục bên đó về bên này là cháu tiếp tục học trống, và hiện nay là cháu là đánh trống là chính đó. Đúng rồi. Rồi cảm ơn Sĩ Phú rất nhiều. Trước khi nói lời chào tạm biệt đến quý khán giả thì Colorman cũng như ban tổ chức của chương trình Dấu Huyền Thoại sẽ có một cái món quà lưu niệm gửi đến anh. Và cảm ơn anh đã đến với chương trình và đã đem lên tới đến những cái phút giây âm nhạc trên cả tuyệt vời. Và cảm ơn anh. Xin cảm ơn em Bửu Điền và công ty Điền Quân. Thật sự mà nói là thế này, tôi thời gian sau này nhiều người hỏi là sao tôi không lên TV nữa. Thì tôi về hưu cách đây là khoảng 5-6 năm rồi. Mà sau khi tôi về hưu là tôi quyết định không lên nữa. Đó. Sau khi mà bên công ty có điện qua nói thì tôi có hỏi là chương trình nó như thế nào. Không phải là mình chọn, nhưng mà tôi bây giờ tôi có một cái suy nghĩ nó khác một xíu. Có nghĩa là chương trình nào mà mình nên lên và chương trình nào mình không nên lên. Cũng thay mặt ban tổ chức chương trình xin
mến chúc anh thật là nhiều sức khỏe. Chương trình Dấu ấn huyền thoại do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện. Chương trình Dấu ấn huyền thoại được phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên HTV7. Dạ, cảm ơn anh một lần nữa. Dạ, xin chào tạm biệt. Dạ. Parliament xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một danh cầm với tài năng bậc thầy, đó chính là nghệ sĩ nhân dân Thanh Hải. Trả lời bằng gương giáo.